gà luộc, bánh chưng, giò lụa, dưa hành, chả nem là những món ăn truyền thống quen thuộc dân dã trên mâm cơm ngày Tết cổ truyền của người miền Bắc. Theo truyền thống, mỗi dịp Tết đến xuân về là lúc các gia đình sum họp quây quần bên mâm cỗ, cùng nhau chia sẻ về những câu chuyện vui buồn trong suốt một năm qua. Ở dịp này, mâm cơm mỗi nhà một vẻ, song có những món ăn đi vào tiềm thức không thể thiếu trong bữa ăn cuối cùng của năm. Mâm cỗ ngày Tết bao giờ cũng thịnh soạn với những bát đĩa cao, thấp, đầy vơi khác nhau. Sau khi thắp hương dâng lên ông bà tổ tiên, con cháu sẽ sum vầy để cùng nhau thưởng thức. Mâm cỗ ngày Tết là sự hòa quyện giữa màu sắc của các món ăn, chẳng hạn như màu xanh của bánh chưng, xen lẫn màu đỏ của xôi gấc, vàng của măng, trắng hồng của giò lụa. Và quan trọng hơn là ý nghĩa thiêng liêng của mâm cơm sum vầy đoàn tụ. Trong dịp Tết thì nói chung là từ xưa đến nay thì là gia đình chúng tôi là nhớ đến cái truyền thống của gia đình là ngày xưa của các cụ để lại, là đến ngày Tết là chúng tôi cứ hàng ngày là chúng tôi làm một mâm cơm để lên báo cáo tiên tổ, là cúng mời các cụ về để hưởng con cháu làm rõ, làm cái ngày cúng rõ ngày Tết. Và chúng tôi cũng tuyên truyền con cháu là giữ đến cái cổ truyền ngày xưa của các cụ để lại. Bánh chưng là món ăn không thể thiếu trên mâm cơm vào dịp Tết cổ truyền. Vào những ngày cuối năm, các thành viên trong gia đình thường tụ họp và cùng nhau gói bánh. Bánh chưng luộc gồm các nguyên liệu chính như gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong. Để có chiếc bánh chưng an toàn thì khâu lựa chọn nguyên liệu sạch là yếu tố tiên quyết. Tiếp đó là luộc bánh và bảo quản bánh. Trong mâm cơm cúng giao thừa của mọi gia đình đều không thể thiếu món gà luộc. Gà phải tròn con trống, chắc thịt, được luộc thật khéo để gà không bị nứt và da vàng tươi. Khi lên mâm, gà được chặt khéo léo để khi xếp lại vẫn thành hình. Hành muối là gia vị làm nên nét đặc trưng của Tết Nguyên đán miền Bắc. Mâm cơm Tết sẽ chẳng trọn vẹn nếu thiếu đi vị thơm nồng chua cay của những củ hành muối giòn, trắng một màu tinh khiết. Món ăn này còn được người Bắc sử dụng trong những ngày thường, tăng thêm vị đậm đà và tăng thêm cảm giác ngon miệng. Một món ăn khác cũng không thể thiếu chính là giò lụa. Những miếng giò lụa thoảng mùi lá chuối, ngọt vị thịt làm nên hương vị ngày Tết truyền thống. Theo như truyền thống của Việt Nam thì ngày Tết thì lúc nào mình cũng có những cái món đặc trưng, đó là bánh chưng và những gọi là những cái đồ mà đặc sản nó khác với những ngày thường, là thịt gà rồi thịt đông hoặc là dưa hành. Nói chung là cái món dưa hành thì không bao giờ thiếu ở mâm cơm ngày Tết, tuy là nó không về cái mặt giá trị kinh tế hoặc là nó tốn kém, nhưng mà nó rất là đặc trưng của ngày Tết. Người phụ nữ hiện đại bây giờ cũng có rất nhiều sự lựa chọn, sự trợ giúp trong việc lo toan và chuẩn bị cho những bữa cơm ngày Tết mà không phải vất vả nhiều như những người phụ nữ khi xưa. Tuy nhiên, các bà nội trợ ngày nay lại chú ý chăm chút nhiều hơn đến yếu tố sức khỏe, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, món ăn. Mâm cỗ ngày Tết vẫn là nơi thể hiện được bàn tay khéo léo và đầu óc thông minh, tinh tế của người phụ nữ trong gia đình. Trong các cái mâm cơm ngày Tết ấy, thì tôi luôn cố gắng dồn hết tâm sức của mình vào để làm cái mâm cơm làm sao đấy để đầy đủ nhất, dâng lên gia tiên thì để cho các cụ chứng giám lòng thành cho mình. Và để có được mâm cơm ngon thì là tôi luôn luôn chọn những cái thực phẩm sạch do gia đình tự mình cung cấp được, và tôi làm các cái món ăn thì hơi tỉ mỉ một chút. Bên cạnh đó, do sự giao thoa về văn hóa mà ngày nay mâm cỗ Tết của mỗi miền đều có thêm sự góp mặt của nhiều món ăn khắp các vùng miền. Tùy theo sở thích của từng gia đình khiến cho mâm cỗ ngày Tết càng trở nên phong phú, đa dạng và hấp dẫn hơn. Gạo sạch AQ, thịt lợn thảo dược, thịt dê, sữa dê thảo dược AQ. IQ sản phẩm thơm ngon bổ dưỡng đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. IQ nhận cung cấp thực phẩm đến tận các bếp ăn tập thể, hộ gia đình. Hotline 0965 109 868. IQ chỉ có ở tổng công ty giống cây trồng con nuôi Ninh Bình.